Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Chiến đấu cơ tàng hình F-35 có thể là một cấu phần của bộ ba hạt nhân Mỹ. Cuộc chiến Syria, năng lực hơn người, Nga vẫn làm chủ trên thực địa. Và sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chiến đấu cơ tàng hình F-35 có thể là một cấu phần của bộ ba hạt nhân Mỹ. Việc thử nghiệm thành công F-35A mang bom hạt nhân chiến thuật B-61-12 bên trong thân, bay ở tốc độ siêu âm khi ở chế độ tàng hình, hoàn toàn để tấn công mục tiêu cho thấy F-35A có thể trở thành một phần trong bộ ba hạt nhân Mỹ. Kéo dài tuổi thọ và cải tiến B-61-12. Bom 61-12 là vũ khí hạt nhân chiến thuật, thường được sử dụng trên chiến trường chống lại các mục tiêu như đoàn xe tăng, sở chỉ huy, đơn vị tên lửa, sân bay, bãi tiếp liệu và các mục tiêu chiến trường có giá trị cao khác của đối phương. Đây là loại bom hạt nhân sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính được viết tắt là INS, có công suất thấp với 4 tùy chọn, 0,3 kiloton, sức công phá tương đương 300 tấn thuốc nổ TNT, 1,5 kiloton, 10 kiloton và 50 kiloton. Để hình dung vụ nổ hóa chất ở Beirut năm 2020, ước tính khoảng 300-400 tấn TNT, trong khi quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima khoảng 15 kiloton. Bom B-61-12 sử dụng phản ứng nhiệt hạch lần đầu tiên được đưa vào trang bị cách đây 50 năm. Và trong năm thập kỷ qua, nó đã trải qua nhiều lần sửa đổi để tăng độ an toàn và độ tin cậy. Hiện Mỹ đang thực hiện chương trình kéo dài tuổi thọ bom trong lực B-61-12 nhằm cải tiến, tái sử dụng hoặc thay thế các bộ phận kéo dài tuổi thọ của bom thêm 20 năm, nâng cao tính an toàn, bảo mật cũng như hiệu quả của nó. Các vây đuôi mới giúp cho quả bom ổn định, cho phép nó được ném từ khoảng lớn hơn. Lợi thế sẽ là máy bay tránh được các loại vũ khí đất đối không tầm ngắn, bao gồm tên lửa và súng, bảo vệ mục tiêu. Quả bom cũng được thiết kế để xuyên sâu vào lòng đất, nhằm tiếp cận các mục tiêu dưới lòng đất trước khi phát nổ. Các quả bom chỉ được đưa vào sử dụng thông qua liên kết hành động cho phép, hệ thống an ninh được tích hợp sẵn, yêu cầu mã ủy quyền để kích hoạt quả bom. Khi ở trên không, bom sử dụng cơ chế cảm biến môi trường để xác định quả bom thực sự gắn vào máy bay đang ở trên không, được thả ở độ cao cần thiết và các yếu tố khác. Nếu một trong các bước và phép kiểm tra không thành công, bom sẽ không nổ. Các quả bom cũng được thiết kế để không cho các nhóm khủng bố có cơ hội qua mặt quy tắc an toàn hoặc khai thác vật liệu phân hạch bên trong. Chúng không thể chỉ sử dụng thuốc nơ vít để tháo một quả bom nhiệt hạch. Các quả bom phải được tháo rời theo một trình tự cụ thể và yêu cầu sử dụng các công cụ chuyên dụng được chế tạo riêng. Điều này làm chậm quá trình tháo gỡ và khiến các thế lực đen tối cực kỳ khó tháo gỡ thành công quả bom. Một số quả bom được cho là gắn cơ chế tự hủy, làm cháy các mạch vũ khí trong trường hợp có các thế lực không được phép tiếp cận đụng đến. Mục đích là để câu giờ, để chính phủ Mỹ xác định vị trí và thu hồi quả bom. Tháng 9 năm 2020, Cục Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ, cơ quan liên bang chịu trách nhiệm cấp chứng chỉ ứng dụng hạt nhân cho Bộ Quốc phòng Mỹ và đã thông báo sẽ sản xuất những quả B-61-12 được cải tiến đầu tiên cùng với W-88ALT-370 vào năm tài chính 2022. Chính phủ Mỹ có kế hoạch chế tạo 480 quả B-61-12. Cuộc chiến Syria, năng lực hơn người, Nga vẫn làm chủ trên thực địa. Các cuộc không kích của Nga vẫn diễn ra hàng ngày. Dưới cơn mưa đạn dược của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, IS không còn đường thoát. Đài quan sát nhân quyền Syria được viết tắt là SOHR cho biết, ngày 3 tháng 4 và ngày 4 tháng 4, máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, được viết tắt là VKS, đã thực hiện hơn 70 cuộc không kích vào các nhóm khủng bố thuộc mạng lưới IS ở miền trung Syria. Không kích nhằm vào các phương tiện và nơi ẩn náu của các nhóm khủng bố ở các khu vực Jebel Bisri, trên biên giới hành chính giữa Rafqa và Deir ez-Zor, sa mạc của Amayadin ở phía nam, tam giác Hama Aleppo, Raqqa. Theo báo cáo của SOHR, ít nhất 15 tên khủng bố IS đã bị tiêu diệt trong đợt không kích này của Nga. Lực lượng không quân Ả Rập Syria cũng đang triển khai tấn công vào các nhóm khủng bố thuộc mạng lưới IS ở khu vực miền trung. Hai video được chia sẻ ngày 4 tháng 4 cho thấy một máy bay chiến đấu Su-22 và hai trực thăng SAAF đã tham gia cuộc tấn công. Hồi đầu tuần trước, quân chính phủ Syria đã khởi động chiến dịch phối hợp quy mô lớn ở vùng nông thôn phía Nam và phía Tây Deir ez-Zor với sự hỗ trợ của VKS. VKS đóng vai trò quan trọng trong hoạt động chống lại các nhóm khủng bố IS ở miền trung Syria. Tháng 3 là tháng vô cùng bận rộn của VKS khi duy trì hoạt động hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Damascus mỗi ngày.
Theo SOHR, các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện 1.380 cuộc không kích vào các nhóm khủng bố thuộc mạng lưới IS ở miền trung Syria. Theo báo cáo, các cuộc không kích này đã tiêu diệt được 57 tên khủng bố IS và khiến 25 tên khác bị thương. Các cuộc không kích của VKS được thực hiện với tần suất dày đặc và đây là cách hiệu quả để ngăn chặn khủng bố. Từ ngày 28 tháng 3 đến 31 tháng 3, 3.100 binh sĩ của quân đội Syria bị thương trong các cuộc tấn công của IS. Tìm đâu ra lực lượng tấn công xuất quỷ nhập thần như đặc công Hải quân Việt Nam? Với khả năng bơi hàng chục km, nằm ẩn mình dưới cát cả ngày trời, đặc công Hải quân Việt Nam xứng đáng là những yết kiêu của thế kỷ 21, sẵn sàng giáng cho đối phương những đòn đánh bất ngờ nhất vào chỗ hiểm yếu nhất. Lực lượng đặc công Hải quân hay đặc công nước được coi là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất trong biên chế của quân đội Việt Nam. Để có được khả năng tấn công bất ngờ, mưu trí vào những vị trí hiểm yếu nhất, được bố phòng bảo vệ chặt chẽ nhất của đối phương, đặc công Hải quân cần có quá trình tập luyện liên tục vất vả và gian nan. Phần lớn các chiến sĩ trong lực lượng này đều được tuyển chọn từ những vùng quê sông nước, một vài vùng quê nổi tiếng là cái nôi của đặc công nước trong quá khứ bao gồm Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa. Ngoài khả năng bơi lội hơn người, sức chịu đựng của lực lượng đặc công nước cũng luôn được rèn luyện để cơ thể người chiến sĩ không bị kiệt sức khi hoạt động dài ngày dưới thời tiết khắc nghiệt. Đặc công nước huấn luyện bơi qua sông, tiếp cận mục tiêu, trang bị của những chiến sĩ chỉ đơn giản là kính lặn, ống thông khí và một chiếc áo phao buộc vào chân để đảm bảo an toàn. Kiểu bơi của đặc công nước cũng khác kiểu bơi thông thường, cho phép chiến sĩ ít tốn sức hơn, di chuyển được xa hơn, không những làm tung tóe trên mặt nước để đảm bảo bí mật. Loại ống thở đặc biệt của Hải quân dài hơn so với ống thở của vận động viên lặn thể thao thông thường. Khi lên bờ, nhiệm vụ đầu tiên của đặc công Hải quân đó là chôn giấu trang bị lặn, bí mật tiếp cận mục tiêu với trang bị nhẹ nhàng nhất có thể. Lối đánh đêm xuất quỷ nhập thần đã làm nên thương hiệu của đặc công nước Việt Nam suốt từ thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước tới nay. Những bài học, kinh nghiệm được chúng ta sử dụng ngày hôm nay đều đã được đúc kết lại bằng xương máu của những người chiến sĩ đặc công từ thời chống Mỹ cứu nước. Đặc công nước với súng trường tấn công AK bắn gấp cùng bộ đồ lặn trên người bí mật tiếp cận mục tiêu. Để đảm bảo bí mật của nhiệm vụ, đặc công nước dù võ nghệ cao, khả năng chiến đấu thượng thừa nhưng vẫn luôn né tránh đụng độ với đối phương khi không cần thiết. Tạo dựng thời thế cho Việt Nam. Người Việt Nam cần chính mình tạo ra thời thế, lợi thế cho đất nước. Dù bất kỳ nhà lãnh đạo Mỹ nào trúng cử, không trông chờ phép màu hay những lợi ích do một nhà lãnh đạo nào hay do ai đem tới. Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 thật sôi động và kịch tính. Những nhà lãnh đạo, những học giả Mỹ mà tôi làm việc cùng suốt gần 10 năm qua chưa bao giờ coi chính trị Mỹ hoàn hảo hay ưu việt, luôn xác định rằng trên cơ sở những chuẩn mực giá trị tốt đẹp cho mọi công dân, họ đi tìm mô hình tốt hơn. Mô hình đang có chỉ hợp lý và vẫn chứa nhiều khiếm khuyết cần điều chỉnh. Họ phê phán những cái xấu để xây dựng xã hội ngày càng tốt hơn. Họ đều suy nghĩ về lợi ích của nước Mỹ, nhưng họ nhìn nhận lợi ích của Mỹ gắn với một thế giới hòa bình, an ninh, thịnh vượng và một thế giới văn minh. Do đó, lợi ích của nước Mỹ cũng có lợi ích cho những dân tộc và quốc gia có cùng chuẩn mực văn minh. Người Việt số đông thích Tổng thống Trump vì hai lẽ. Ông mạnh mẽ và hành động cụ thể chống lại nước nào đe dọa hòa bình và an ninh ở Biển Đông. Ông chỉ rõ nước nào là nguy cơ cho hòa bình và an ninh thế giới và có những biện pháp quyết liệt để đối phó. Một bộ phận người Việt Nam không thích Tổng thống Trump cũng vì lý do không muốn thấy một Tổng thống Mỹ nói năng tiền hậu bất nhất và cho rằng ông Trump bị dân. Sự kiện người Việt quan tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ cho thấy nhận thức, hiểu biết về chính trị xã hội của người Việt Nam đã cao hơn trước và người Việt Nam có những ưu tư, trăn trở và hoài bão của mình cũng cho thấy sự gắn bó giữa nhân dân hai nước, đó là nền tảng bền vững cho quan hệ Việt-Mỹ. Người Việt Nam cần lắng nghe nhau, tôn trọng ý kiến của nhau và tránh bị chia rẽ vì ý thích và mong đợi khác nhau, quan niệm khác nhau về các vị ứng cử viên Tổng thống. Trong đó có cả sự kỳ vọng cho vị Tổng thống mạnh mẽ, quyết đoán, ông Trump hay ông Biden đều có những quan điểm, giải pháp làm cho Việt Nam có lợi và cả hai nhà lãnh đạo này đều có tình cảm tốt với Việt Nam. Nhưng trên hết, người Việt Nam cần chính mình tạo ra thời thế, lợi thế cho đất nước dù bất kỳ nhà lãnh đạo Mỹ nào trúng cử, không trông chờ phép màu hay những lợi ích do một nhà lãnh đạo nào hay ai đó đem tới. Chính chúng ta tạo dựng tâm thế, vị thế tốt cho đất nước. Chính chúng ta phải tự cùng nhau tạo dựng một xã hội văn minh, bình đẳng, cơ hội cho mọi công dân chứ không nên trông chờ vào ai. Tôi nghĩ rằng một dân tộc có tri thức, có nhân cách tử tế, nhân ái, bền bỉ làm việc, sáng tạo, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, biết lắng nghe, tôn trọng trên cơ sở những chuẩn mực văn minh, tham gia những diễn đàn, những tổ chức quốc tế để nói lên tiếng nói của mình, nỗ lực cùng nhân loại xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, văn minh hơn, thì dân tộc ấy sẽ tự quyết định được vận mệnh của mình, tự tạo dựng được thời thế mà không lệ thuộc vào bất kỳ nhà lãnh đạo nào hay vào quốc gia nào.